Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Cụ thể, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng, mức bộ chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương với 4% tổng sản phẩm trong nước GDP. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng. Nghị quyết cũng giao Chính phủ chỉ đạo triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, kiểm soát chặt chẽ bộ chi ngân sách nhà nước, bộ chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025, nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022. Thưa quý vị, vào cuối buổi sáng ngày hôm nay ngày 13 tháng 11, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước vào phiên bế mạc. Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc kỳ họp. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, số ca F0 tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng nhanh, gây áp lực rất lớn cho hệ thống y tế vốn còn nhiều hạn chế. Từ ngày 1 tháng 11 cho đến nay, mỗi ngày toàn vùng đều có trên 2.300 ca nhiễm mới được ghi nhận. Để giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên, các tỉnh thành trong vùng đã và đang triển khai điều trị F0 tại nhà. Tại phường 8, thành phố Cà Mau đã thành lập 2 trạm y tế lưu động. Tại trạm y tế lưu động số 1 có 6 thành viên, trong đó có một bác sĩ được tăng cường từ trạm y tế phường. Khi có thông tin từ người dân, cán bộ trạm sẽ xuống tận nhà lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng dịch. Tụi em chỉ những điều trị những cái thao tác đơn giản như là sốt hoặc là trị ho rồi đó, viêm phế quản rồi cho ho cho mọi người, cho những người có cái triệu chứng đó thôi trước mắt, rồi kiểm tra thân nhiệt, rồi coi có sốt rồi không đó, rồi thêm phần là thường là cái quan trọng nhất là kiểm tra cái PCR. Hiện Cà Mau có 96 trạm y tế lưu động trực thuộc các trung tâm y tế huyện, thành phố. Để chuẩn bị cho việc điều trị cho các F0 tại nhà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã mời các chuyên gia từ thành phố Hồ Chí Minh tập huấn kiến thức điều trị. Địa phương cũng đầu tư thiết bị y tế, cấp thuốc điều trị. Hiện đã có 43 trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng điều trị F0. Điều trị F0 tại nhà thì kiến nghị là phải có trang bị thêm về những cái dụng cụ chuyên sâu như là oxy, máy thở, rồi mặt nạ để chúng ta có thể can thiệp nhanh những cái tình huống mà F1 trở thành F0 nặng hoặc là những cái tình huống mà nó bị phản ứng sau tiêm chủng. Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối việc chăm sóc và quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. Ở các cái thành phố thì cái con người về cái trạm y tế lưu động thì chúng ta có thể là huy động các cái lực lượng y tế tư nhân rồi y tế dự hưu tham gia. Nhưng đối với các cái địa phương thì cái tình hình này thì nói chung nhân lực là cũng còn thiếu. Chúng ta chủ yếu là chúng ta chia ra cái nhân viên y tế trụ cột dẫn lại y tế công, rồi sau đó chúng ta huy động thêm các cái lực lượng y tế tư nhân và y tế dự hưu. Điều trị F0 tại nhà sẽ giảm tải cho các cơ sở điều trị, giúp kiểm soát và chủ động phòng chống dịch. Ngành y tế đang tăng cường nguồn nhân lực, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, thuốc để trạm y tế lưu động đáp ứng nhu cầu điều trị F0 tại nhà trong thời gian tới. Thưa quý vị, tiếp nối khai mạc chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ phát động sự kiện kích cầu nhà sinh, du lịch mua sắm và sản phẩm truyền thống Hà Nội vào chiều ngày 12 tháng 11 tại siêu thị Big C Thăng Long Hà Nội. Sự kiện có quy mô 10 gian hàng kích cầu du lịch mua sắm với quy mô 30 gian và kích cầu sản phẩm truyền thống Hà Nội với quy mô 30 gian hàng. Chương trình diễn ra cho đến hết ngày 14 tháng 11. Sở Công Thương Hà Nội cho biết bước vào quý 4, thành phố Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và bước vào giai đoạn bình thường mới với trọng tâm là thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, tham gia sự kiện, người tiêu dùng sẽ được tham quan và trải nghiệm mua sắm các sản phẩm về thiết bị gia đình, thời trang, sản phẩm truyền thống, dịch vụ du lịch, giải trí với mức giảm giá ưu đãi hấp dẫn lên tới 50% của nhiều doanh nghiệp uy tín chất lượng.
như Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam, nhà mạng Vinaphone, Ngân hàng SHB, Tập đoàn Kangaroo, hãng điện tử Skyward, Ladoza, May 10 hay Dạng Đông, cùng với nhiều doanh nghiệp khác. Với các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định, nhưng vẫn bảo đảm các trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Vào tối ngày 12 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Hội Xuất bản Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư tại Hà Nội. Giải thưởng Sách Quốc gia là giải thưởng của nhà nước được tổ chức hàng năm, gồm 3 mức giải, giải A, giải B, giải C, trao cho 5 mảng sách, chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhi. Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư có 47 trên 57 nhà xuất bản tham gia với 365 cuốn sách, tăng 3 cuốn sách cho 284 tên sách, nhiều hơn 29 tên sách so với năm 2020. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là các lực lượng làm công tác xuất bản và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân sẽ khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, đẩy mạnh hơn nữa văn hóa đọc. Cái giải thưởng sách trước đây thì có cái sách hay và sách đẹp. Thế còn cái giải thưởng sách quốc gia hiện nay ấy, tích hợp cả cái yêu cầu là vừa hay mà vừa đẹp. Đẹp nhưng phải hay. Nhưng mà hay thì vẫn phải đẹp, tức là hấp dẫn cả về mặt hình thức. Trải qua hai vòng sơ khảo và trung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã chọn ra 24 cuốn sách, bộ sách đạt giải, trong đó có 2 giải A, 9 giải B và 13 giải C. Với sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư tiếp tục giữ nguyên giá trị giải với 100 triệu đồng cho giải A, 50 triệu đồng cho giải B, 30 triệu đồng cho giải C. Các mảng sách khoa học tự nhiên và công nghệ thiếu nhi cũng đã được các nhà xuất bản, công ty sách quan tâm, đầu tư chọn lựa tác phẩm tham dự giải nhiều hơn và chất lượng hơn. Súng, vi trùng và thép là một trong hai tác phẩm đạt giải A năm nay. Cuốn sách cung cấp lược sử về các xã hội của loài người trong khoảng 13.000 năm trở lại đây. Mình nhận cái tin giải thưởng này với chút ít bất ngờ, bởi vì là đối với mình thì cuốn sách này nó được xuất bản lần đầu tiên khá lâu rồi. Với vai trò một người dịch thì mình chỉ đóng một phần nhỏ vào sự thành công của cuốn sách thôi. Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay tiếp tục là ngày hội của người làm sách, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng và được công chúng đón nhận. Thưa quý vị, Tiên Phong mang tới những không gian sống thông minh hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 cùng hệ sinh thái Smart Living ưu việt. Vị thế của tập đoàn KS Finance trên thị trường bất động sản càng được khẳng định khi ngày 12 tháng 11 vừa qua, tập đoàn đã xuất sắc được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng danh giá trong gala trao giải Dot Property Việt Nam Awards 2021, giải thưởng bất động sản thường niên uy tín bậc nhất tại Việt Nam. Là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản và công nghệ tài chính, tập đoàn KS Finance đã ghi dấu mạnh mẽ trên thị trường bất động sản bằng chuỗi sản phẩm tầm cỡ và đậm nét 4.0 là các chung cư cao cấp, các dự án nghỉ dưỡng và hệ thống Finance Hub đẳng cấp phục vụ cho công nghệ tài chính, công nghệ dịch vụ. KS Finance nổi bật tại lễ trao giải với 3 hạng mục giải thưởng được vinh danh. Giải trung tâm tài chính có kiến trúc mang biểu tượng Việt Nam 2021 dành cho dự án KS Finance Hà Nội. Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021 dành cho dự án Sunshine Heritage Mũi Né. Đáng chú ý nhất, với sự đóng góp tích cực vào đường đua chuyển đổi số, tập đoàn KS Finance đã được vinh danh tại giải thưởng công nhận đặc biệt cho giải pháp tài chính thông minh Việt Nam năm 2021. Nổi bật và đang được giới chuyên gia tài chính công nghệ đánh giá tích cực là KS Finance App đóng vai trò như một trợ lý ảo về tài chính hoàn hảo, cho phép khách hàng trải nghiệm tất cả các dịch vụ về tài chính khác nhau như đầu tư, mua bán bất động sản, đầu tư trái phiếu, đầu tư vàng, chứng khoán, giao dịch ngân hàng, vay tiêu dùng tín chấp, bảo hiểm kết hợp với đầu tư. Điểm đặc biệt nhất của ứng dụng KS Finance chính là công nghệ Open API, cho phép khách hàng thực hiện mọi giao dịch từ dịch vụ ngân hàng cho tới đầu tư và mua sắm, giải trí thông minh, tự chung lại là thỏa mãn mọi nhu cầu từ A tới Z của khách hàng thông qua chỉ một vài điểm chạm trên smartphone. Để làm được điều này, chúng tôi ngay từ đầu đã xây dựng một chiến lược đầu tư quy mô và bài bản trong các nền tảng công nghệ, tiến tới làm chủ công nghệ lõi và chú trọng nâng cao tính cá nhân hóa trong trải nghiệm của người dùng.